với lòng yêu nước, giác ngộ và tin tưởng vào cách mạng. Với lòng căm thù giặc, các chiến sĩ biệt động đã mưu trí, dũng cảm, đánh địch ngay tại sào huyệt của chúng, dòng giã liên tục, khiến cho Mỹ ngụy phải đau đầu, điên đảo trước những tổn thất lớn lao. Biệt động Sài Gòn, chuyện bây giờ mới kể, viết về người thật, việc thật của những nhân chứng lịch sử. Bằng những câu chuyện chiến đấu dũng cảm, đầy kịch tính của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa là bài học quý giá cho các bạn thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, thế hệ đã sinh ra và lớn lên trong thời bình. Họ cần phải biết có những con người đã sống và làm nên những kỳ tích như thế nào ngay tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh lịch sử. Buổi sáng ở Tổng Nha. Sao Caravan, Brink, sứ quát Mỹ, sẽ là gì nữa đây? Bọn Mẻo và Chư Hầu đã ăn đòn nặng ở ba mục tiêu trên. Hẳn chúng còn chưa hết kinh hoàng. Phải rồi, bọn đầu sỏ Tổng Nha chưa nếm đòn biệt động. Phải cho chúng biết rằng, ngay giữa trung tâm Sài Gòn, không phải là nơi bất khả xâm phạm. Ý nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu của tham mưu trưởng quân khu, chỉ huy trưởng F-100, biệt động Tư Chu, và anh khẳng định phải đánh cho bọn Tổng Nha cảnh sát ngụy, trung ương đầu não của lực lượng kìm kẹp Sài Gòn cũng là của miền Nam. Tội ác chúng ngày càng chồng chất, không giấy bút nào ghi hết. Tư Chu báo ý đồ tác chiến tiến công Tổng Nha cảnh sát lên bộ chỉ huy quân khu và được chấp thuận. Lần này, đơn vị thực hiện vẫn là đội 5, một phiền hiệu khét tiếng đối với bọn Mỹ và tay sai. Đó là tác giả của kịch bản Caravan, Brink, sứ quán Mỹ, Sài Gòn. Tổng Nha cảnh sát ngụy nằm trên địa bàn quận 1, tiếp giáp với quận 5, quận 10 và quận 3. Được bao bọc bởi dòng thành nối dài theo các đường Cộng Hòa, nay là đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Tánh, nay là đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh. Dọc theo tường thành, địch bố trí 15 lô cốt, cổng chính ở đường Cộng Hòa. Bên trong chu vi có 21 tòa nhà, gần khu vực cổng chính có một hội trường lớn và sân chào cờ. Đây chính là mục tiêu tấn công của đội 5. Phía bắc hội trường là nhà của giám đốc Tổng Nha, tướng Phạm Văn Liễu. Sau những trận tiến công dữ dội của biệt động từ đầu năm 1964, địch ở Tổng Nha sợ hãi, tăng cường bố phòng và canh gác gắt gao hơn. Bọn công an, cảnh sát được tung ra các giao lộ truy xét, bắt giam mọi trường hợp khả nghi. Mặc dù vậy, kế hoạch tác chiến mục tiêu này không ảnh hưởng. Đầu tháng 5 năm 1965, đang ở ngoài căn cứ, đội trưởng 7B được lệnh vào nội thành điều nghiêng khu vực Tổng Nha cảnh sát. Mới đầu, 7B nghĩ đánh ngay vào bọn công an, cảnh sát hàng ngày đi làm nhiệm vụ về qua đường Võ Tánh, diệt được nhiều sinh lực mà dễ hơn là đột nhập vào Tổng Nha. Nhưng sao thấy không ổn, vì khó mà đảm bảo an toàn cho chiến đấu viên và đồng bào đi lại. Anh điều tra sâu vào mục tiêu và phát hiện từ cổng của Tổng Nha ở đường Cộng Hòa vào sâu chừng 15 mét, có một bức tường chắn ngang, và từ bức tường vào tới khu nhà làm việc của chúng còn cách khoảng 4 mét. Nếu đặt khối thuốc nổ bên ngoài đánh vào thì hiệu quả không cao. Anh nghĩ dùng xe chở chất nổ và xung lực chạy thẳng vào trong đánh rồi thoát ra bằng xe là tối ưu, sẽ diệt được nhiều địch, nhất là khi chúng tập trung hội họp hoặc là chào cờ. Phương án này được tham mưu trưởng Tư Chu nhất trí và quân khu gợi ý thêm một số điểm, đặc biệt là phải có cách đánh táo bạo, tạo ra yếu tố bất ngờ, khiến địch khó bề đối phó thì ta mới bảo toàn được lực lượng.
Bãi B cùng một điều viên tiếp tục điều nghiêng tỉ mỉ hơn và nhận thấy ngã tư Võ Tánh Cộng Hòa đến gần ngã 6 không có dân lao động và là tuyến phòng thủ có lợi thế của địch với nhiều giọng gác bê tông cốt thép. Cửa ra vào là hai tấm sắt lớn, khi mở có sợi dây xích to bằng ngón chân, cái móc vào hai cánh cửa. Đây là một chi tiết đáng lưu ý khi dùng xe đột phá cửa chính. Tại cổng có lính gác thường xuyên, đối diện với cổng là một ngôi nhà lầu do bọn cảnh sát giải chiến túc trực. Theo như quy luật, vào sáng thứ hai, khoảng 9 giờ đến 10 giờ, bọn công an, cảnh sát trong tổng nha và các nơi tập trung về đây để mà chào cờ, hội họp, báo cáo tình hình. Từ công tác điều nghiêng nắm địch, đội 5 lên phương án tác chiến và F-100 quyết định thủ đoạn chiến đấu. Đó là sử dụng chiến thuật, hoạt động hóa trang với lực lượng nhỏ nhưng có sức đột phá mạnh, áp đảo từ bên ngoài. Nhanh chóng đưa lượng thuốc nổ lớn vào vị trí cho nổ đúng thời điểm để diệt sinh lực địch tối đa. Thời gian thực hiện trận đánh là vào sáng ngày 16 tháng 8 năm 1965. Bãi B chỉ huy trưởng phụ trách chung. Còn Năm Hòa, đội trưởng đội 7 phối hợp với đội làm chỉ huy phó. Trong lúc ban chỉ huy F-100 lo chỉ đạo các đầu mối vận chuyển thuốc nổ và thiết bị vũ khí về căn cứ làm bàn đạp, thì Bãi B và Năm Hòa đi mua xe chở chiến đấu viên và khói thuốc nổ. 4 giao liên có nhiệm vụ móc nối chở vũ khí, 12 cơ sở khác thì phải đảm bảo nuôi dưỡng, trú ém cho các chiến đấu viên. Lực lượng chiến đấu được bố trí như sau. Xe chở thuốc nổ do chỉ huy phó Năm Hòa trực tiếp lái trang bị một súng ngắn, 3 lựu đạn, bí số 503, thủ một tiểu liên, một súng ngắn, 2 lựu đạn. Còn Tư Chương thì có một súng ngắn, 3 lựu đạn. Ngoài ra trang bị thêm mỗi người một lựu đạn khói để phá vòng dây. Trên xe chở khối thuốc nổ 150 kg, thiết bị lõm nhằm săn bằng trụ sở hoạt vụ. Xe xung lực do Bãi B lái, Trần Xuân Minh bảo vệ, trang bị cá nhân tiểu liên, súng ngắn, lựu đạn. Ngoài ra còn 12 quả lựu đạn nổ và lựu đạn khói, đề phòng phải đánh phá dòng dây cứu Bãi B. Và Minh có nhiệm vụ ngay từ đầu diệt bọn gác cổng và yểm trợ cho xe chở khói thuốc nổ lao vào mục tiêu. Ngoài ra, 3 chiến sĩ chạy xe gắn máy ra quán nước cách mục tiêu khoảng 1,5 km để đón 2 đồng chí trên xe xung lực, đề phòng xe Bãi B bị sự cố. Đơn vị còn dự định thêm một xe taxi để đón các chiến đấu viên sau khi thoát ra khỏi mục tiêu. Đội hình hành quân, thứ tự đi đầu là xe chở đội xung kích, tiếp sau là xe chở khói nổ. Các xe gắn máy đi sau làm nhiệm vụ hộ tống. Khi gần tới mục tiêu, xe xung kích vượt lên trước mở đường và yểm trợ cho xe chở khối thuốc nổ lao vào tổng nha. Theo hiệp đồng, hai xe của tổ 1 và tổ 2 di chuyển từ ấp Phong Phú, xã Tăng Nhân Phú, Thủ Đức thì đến cầu xa lộ thì dừng lại, kiểm tra lần chót và canh giờ xuất phát. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 1965, trời thu trong xanh, không gian ngoài thành yên tĩnh. Phân đội chiến đấu lên xe, cải trang thành những người đi dự đám cưới. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, lát cống. Người đi đường còn thưa thớt, ngó qua không lưu tâm. Bọn lính gác dọc các chốt ngơ ngác trong những thanh niên lịch sự và vui vẻ. Bỗng chiếc xe đi sau trở chứng rồi phật lửa lên bốc cháy. Anh em hoảng quá, liền xuống xe dập lửa. Nhưng họa vô đơn chí, lửa tắt thì máy lại không nổ. Chiếc xe nằm ì ra như ăn dạ. Tài xế Bãi B lúng túng, chiếc xe đầu thấy đứt đuôi nên quay lại hỗ trợ. Năm Hòa, tài xế taxi lâu năm được dịp trổ tài. Chỉ một lát, chiếc xe hự lên rồi lăn bánh, khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả xe hơi và xe máy đều tăng tốc cho đảm bảo thời gian nổ súng.
chờ sửa xe, bãi bề tranh thủ kiểm tra chiến sĩ. Này, nếu bọn địch đổ ra đông ngăn chặn ta thì phải tính sao? Chẳng sao, có bao nhiêu đánh mấy nhiêu, chơi sát dán với chúng. Anh chiến sĩ nhanh nhẩu trả lời. 9 giờ 30 phút, phân đội biệt động theo đường Nguyễn Trãi đã tiến đến gần mục tiêu. Dọc đường, các đồng chí trên xe đã nhận được ám hiệu bình thường từ các tổ chốt yểm trợ. Chiếc xe xung kích vượt lên trước chạy thẳng vào tổng nha. Bọn lính ngạc nhiên bất động. Bãi bê thấy sợi xích sắt căng ngang thì mừng thầm trong bụng là chắc ăn rồi. Như thế là cổng mở chứ không khóa. Anh và Minh lia hai loạt tiểu liên. Bọn lính gác và cảnh sát thoát được làn đạn, chạy bổ vào sở Hoạt Dụ và nhà tướng Phạm Nhân Liễu. Bãi bê bắn theo, khiến mấy tên ngã nhào. Đến lượt Năm Hòa, lao xe chất nổ vào trong, nhưng ác thay, sợi dây xích cản lại. Anh bình tĩnh gài số cho xe lùi lại, rú ga, lách vào phía đầu dây bên phải, ủi mạnh, làm bật móc dây xích khỏi tường. Xe bị mớp, nhưng máy vẫn nổ. Anh liền lao xe vào bên trong. Trong khi đó, trên xe xung lực các chiến sĩ vẫn liên tục nhả đạn để dọn đường. Chiếc xe chở chất nổ dừng ngay lối ra vào của hội trường. Mặt lởm khói nổ quay về phía trong của khu vực, bọn cảnh sát đang tụ tập chuẩn bị chào cờ. Cả lũ chẳng hiểu chuyện gì. Giả lại chúng không mang súng, nên thấy có chiếc xe lạ thì đứng nhìn. Khoảnh khắc đó, đủ cho Năm Hòa rút nụ xòe gây nổ, đồng thời nổ súng và chạy ra phía cổng. Tổ 1 đang chiến đấu chặn địch, thì khói mìn 150kg gầm lên, thổi mạnh vào phía hội trường. Tiếng nổ quá lớn, làm rung chuyển nhà cửa, cây cối, khói bụi cuộn lên mù mịt. Bọn địch đổ xuống la liệt, giãy giụa kêu rên khủng khiếp. Tuy thế, bọn bảo vệ khu vực nhà giám đốc, tổng nhà sực tỉnh phản ứng. Chúng quét đạn AR-15 về phía chiếc xe hộ tống của bãi B. Anh em bắn trả. Cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt. Các chiến sĩ biệt động ném cả lựu đạn miếng, lựu đạn khói vào chúng, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi mục tiêu. Một thiếu tá cảnh sát trong nhà tướng Liễu chạy lên tầng cao quan sát để chỉ huy cuộc chống trả và truy đuổi, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị gục bởi một phát đạn AK chính xác của Xuân Minh bắn lên. Chiếc xe của Năm Hòa vừa ra khỏi cổng thì các chiến sĩ xung kích đã nhảy lên, phóng nhanh lên đường Cộng Hòa, rẽ vào đường Thành Thái, nay là đường Trần Phú, rồi mất dạng. Dường như bọn địch ở ngoài vẫn chưa kịp phản ứng gì. Trên đường rút lui, một chiến đấu viên chạy xe Honda và quẹt vào một chiếc xe gắn máy của một tên lính thủy quân lục chiến, bị té, xe đổ và một quả lựu đạn trong người văng ra. Rất may là tên lính không thấy. Người chiến đấu viên phải dừng lại cùng với tên lính để mà giải quyết hậu quả. Anh bằng lòng bồi thường để thoát nhanh, nhưng hắn không chịu. Trong lúc giằng co, quần chúng đến hòa giải thì mới êm chuyện, và anh em chiến sĩ nhanh chóng thoát đi. Thế là toàn bộ lực lượng đội 5 và đội 7 biệt động trở về cơ sở không thiếu một ai. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng trong vòng chưa đầy 2 phút. Nhóm biệt động của 7B và Năm Hòa đã giải quyết gọn mục tiêu tổng nha cảnh sát ngụy, giáng cho chúng một cú đấm chí mạng vào lực lượng kìm kẹp, ác ôn khét tiếng nhất miền Nam. Một góc nhà giám đốc tổng nha bị sập, 6 cố vấn Mỹ cùng 150 cảnh sát ngụy bị diệt, trong đó có một thiếu tá và nhiều sĩ quan cấp úy. Một thất bại cay đắng đối chính quyền ngụy Sài Gòn. Chúng tức tối ra lệnh bắt bớ Tảo Thanh điên cuồng, nhưng làm sao xóa được trận đòn đau đớn nhớ đời.